gương nhân quả, cắt cổ gà vịt, quả báo ung thư lưỡi phải mổ quanh cổ đau đớn y như từng giết hại chúng sanh. Cô Đàm Thị Hoa, pháp danh Diệu Phước, sinh năm 1970, sống ở quận 12. Cô sinh ra trong một gia đình miền quê thuộc tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984, cô theo cha vào Nam, sống chung với chú Thím. Thấy hoàn cảnh chú Thím khó khăn, nên cô bắt đầu xin đi làm ở hãng kem ăn để kiếm tiền phụ giúp thêm cho gia đình. Làm việc được 2 năm, cô thấy lương quá ít nên chuyển sang cắt cổ gà cho nhà hàng bán hamburger. Sau 3 năm, nhà hàng phá sản, cô lại chuyển sang phụ bếp tại các nơi khác. Công việc vẫn là cắt cổ gà. Ngày tháng trôi qua, cô vẫn sống bình yên như vậy, cho đến khi cô lập gia đình và sinh em bé. Chồng cô làm việc ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà, một mình cô vừa đi làm vừa nuôi con nhỏ. Nhưng vì em bé quá ốm yếu, bệnh tật liên miên và cô cũng phát bệnh liên tục, nên cô đành phải bỏ việc phụ bếp. Cô ở nhà nhận vài đứa trẻ chăm sóc để có tiền chi phí hàng ngày, vừa tiện lo cho con. Năm 2007, lưỡi cô bắt đầu lở bên phải. Cô đã đi khắp các bệnh viện như tai, mũi họng, da liễu, Thống Nhất, Hoàn Hảo, Hoàn Mỹ, nhưng các bác sĩ đều bảo lưỡi cô bị viêm nóng và mọc nấm, chỉ cho thuốc uống, cô uống suốt mấy tháng vẫn không hết bệnh. Năm 2008, lưỡi cô bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay. Cô thường khóc vì rất đau nhức, ăn cơm không được chỉ ăn cháo và ngày nào cũng phải ghé bác sĩ gần nhà để xin chích thuốc giảm đau. Cô hoàn toàn không biết bệnh này là do nghiệp sát sanh trước đây chiêu cảm. Sau đó cô đến bệnh viện da liễu tái khám, bác sĩ bảo chữa không khỏi nên chuyển sang bệnh viện ung bướu. Sang bệnh viện này, cô bị cắt một ít ở lưỡi để sinh khiết. Sau một tuần có kết quả, bác sĩ không giấu mà báo thẳng cho biết cô đã bị ung thư lưỡi nên phải nhập viện mổ gấp. Vừa nghe xong, cô bủn rủn tay chân giống như người mất hồn. Cô đi lang thang mãi, về đến nhà cô chỉ biết khóc và thở than với người thân. Đến tháng 3 năm 2009, cô bị mổ nguyên đường vòng ngang cổ. Giống như cô từng cắt cổ gà, lưỡi cũng bị cắt một nửa. Hành cô đau đớn quằn quại, lại không nói được, không ăn được, thức ăn loãng xoay nhuyễn lỏng mà phải đưa ống dẫn vào đường mũi, đau đớn vô cùng. Cô lâm vào tình cảnh, đúng như trong kinh nói, sống không được mà chết cũng không xong. Mổ hơn được một tuần thì bác sĩ điều trị yêu cầu cô phải nhổ 5 cái răng cắm mới tiến hành xạ trị ung thư. Cơn đau này chưa dứt thì cơn đau khác lại đến, sức khỏe suy yếu, cô phải chịu nỗi đau không thể nào diễn tả được. Miệng lúc nào cũng đầy máu, đêm không ngủ được. Bệnh tật ập đến khiến cô tuyệt vọng, không còn tha thiết sống, nhưng phải cố vì đứa con nhỏ. Sau khi nhổ răng xong được 2 tuần thì cô đi xạ trị. Xạ đến đi thứ 15 thì mặt cô đen thui giống như da con gà ác, miệng và cổ cứng ngắc không ăn, không nói được. Cô quyết định bỏ cuộc. Lúc cô lâm vào tình cảnh đau đớn thể xác, cần người động viên an ủi thì chồng cô lặng lẽ chạy theo bóng hồng khác. Lần này chồng chất lên cô nỗi đau tinh thần, cô chỉ biết ôm con mà khóc. 3 tháng sau cô ăn cháo liên tục, có uống chút sữa nào thì cũng ói ra, cô nằm thiêm thiếp một chỗ. Cô phải dùng thuốc ngủ nhiều lần, vẫn không thể ngủ được, thức trắng suốt ngày đêm, cô bị suy nhược thần kinh. Cũng may, cô còn có một chút duyên lành, bà Phật tử gần nhà biết chuyện của cô, bà đến động viên khích lệ cô ăn chay niệm Phật. Ban đầu cô không nghe, bà vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, mang các loại đĩa giảng về Phật Pháp, đĩa niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư tặng cho cô và muốn dẫn cô đi chùa, cô vẫn không chịu đi. Một hôm, ở chùa gần bên nhà có mở khóa tu một ngày, bà dìu cô đi. Cô vào nghe quý thầy giảng kinh niệm Phật cũng không hiểu nhiều. Cứ nhiều lần đi như vậy, dần dần cô được bà hướng dẫn quy y Tam Bảo. Giờ đó cô mới biết rõ quả báo. Mình mắc bệnh là do sát sinh vì cắt cổ gà quá nhiều, khiến cô sợ hãi vô cùng. Bà tiếp tục hướng dẫn cô thỉnh Phật về nhà, hàng ngày tụng kinh niệm Phật lại sám hối. Từ đó ngày nào cô cũng đến trước Bồ Tát Quán Thế Âm, chí hành sám hối, phát nguyện ăn chay niệm Phật, không dám sát sinh. Tâm cô bắt đầu chuyển biến tốt, không còn nghĩ đến chuyện tự tử mà biết chấp nhận trả nghiệp, đi phóng sinh chung với các Phật tử ở chùa Hoằng Pháp, khuyên người ta phóng sinh. Ban đầu cô ăn chay kỳ, dần dần về sau cô ăn chay trường. Từ khi cô phát tâm sám hối, ăn chay tụng kinh niệm Phật thì sức khỏe cô ngày càng tiến triển tốt.
cô tăng lên được 10 mấy ký và bệnh cô từ từ thuyên giảm. Cô không còn nghĩ đến bệnh tật và người chồng bội bạc. Cô dạy cho con không được sát sinh, ngay cả con kiến cũng thương nó bởi vì trải nghiệm từ bản thân mình mà cô sợ hãi. Đến tháng 9 năm 2011, cô khi đi xét nghiệm máu ở bệnh viện thì bác sĩ báo sức khỏe cô hoàn toàn bình phục và không còn một chút tế bào ung thư. Cô cảm động bừng rỡ khóc nức nở. Nhờ cô chí thành sám hối mà được cảm ứng đến Bồ Tát Quán Thế Âm, thật đúng như trong kinh dạy: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Phật Pháp đã cứu độ cuộc đời cô như thế. Phật Pháp thật sự không thể nghĩ bàn. Hiện nay cô trở thành một Phật tử tin theo Phật Pháp tuyệt đối. Con người sinh ra ở cõi đời này, ai cũng phải làm việc để mà tồn tại. Nhưng phần đông hàng phàm phu chúng ta đều tạo nghiệp ác. Có người vì chén cơm manh áo mà tạo nghiệp nói dối. Có người vì cơm áo gạo tiền bức bách mà tạo nghiệp sát sinh. Khi nhân duyên chín mùi thì quả báo đến, chúng ta phải nhận lãnh. Vì thế trong kinh Đức Phật thường nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Câu chuyện của Phật tử Diệu Phước trả quả báo ngay đời hiện tại là do cô tạo nghiệp sát sinh. Câu chuyện giết Phật mang rợ phải đền mạng, chân tay gãy làm ba đau đớn khùng xiết. Phật môn có câu: thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh đến thế nhân, chứ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có chút lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho rằng đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bờ khai đao đại sát, giết mổ động vật. Tôi thường cùng các bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào tủ quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ các món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang hợp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng, tàn nhẫn lủi vào con dê. Chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn, thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó tôi đã từng giết gà mổ dịch, sát hại hơn 10 mấy con chó và 1 con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó vào khoảng 13 giờ 10 phút. Tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất. Nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy có một vị thiên thần, chẳng biết là tên là gì. Chỉ nghe ông nói: mì là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên phải gặp quả báo này. Nói xong thì ông biến mất. Khi thuốc mê tan, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện được hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện. Nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng bị ói ra. Đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói: ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả. Kết quả là tôi bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngày đây tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi cũng còn hoài nghi về thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng gièm pha, nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? Tôi đọc xong mới sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý, không thể đả phá,
Cho dù trải qua hàng trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng mất đi, nhưng duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự vì tôi chưa từng kể với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình do ác nghiệp mà tôi tự chiêu họa. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tính tâm thanh liêm. Thanh câu chuyện cô dâu ma hồi sinh từ cõi chết đoạt mạng người phản bội mình. Hoàng Đình là một cô bé có số mệnh bi thảm. Ngay lúc cô vừa hiểu chuyện thì ba mẹ đã ly dị. Cô sống chung với phụ thân và mẹ kế. Bà dì ghẻ này rất nóng nảy, hung dữ, động một tí là quát tháo, đánh chửi, khiến tâm tư bé bỏng của Hoàng Đình luôn phủ đầy mây đen. Bởi vô phương hứng nhận cuộc sống như vậy, nên cô bé trốn khỏi gia đình phụ thân, đến sống chung với mẹ ruột. Mẹ cô chuyên bán thức ăn nhanh, là món cà rán, vịt quay, tạo nghiệp sát sinh rất nặng. Chính điều này đã dẫn đến tai họa về sau. Mấy năm đầu, tiệm họ buôn bán rất phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền, lúc đó hai mẹ con sống sung túc. Rồi từ giải phóng cải cách phát triển, hai mẹ con bèn dời nhà đến Thanh Đảo, công tác ở xí nghiệp Đài Tư. Trong lúc làm việc tại Thanh Đảo, đối với Hoàng Đình thì thời gian này chính là hưởng thụ. Nhưng hưởng phúc thì tiêu phúc, có phúc báo mà không biết hành thiện tích đức, tạo lợi ích chân chính cho mình và người, cứ ngồi yên tọa hưởng thì phúc đó hết rất nhanh. Hoàng Đình làm việc mỗi ngày 2 tiếng, thời gian rảnh còn lại thì phụ chủ uống trà hầu khách, tán gẫu, ăn cao lương hải sản, hát karaoke, khiêu vũ. Nếp sinh hoạt ở quán bar rực rỡ ánh đèn đã khiến nội tâm của cô bị kích động mạnh. Nảy ý thèm kiếm được một người đàn ông để có thể chu cấp cho cô một cái cuộc sống thụ hưởng vật chất đủ đầy. Trong đám khách lui tới đó, Hoàng Đình quen một nam thanh niên tên là Lý Hạo. Anh ta kể mình xuất thân từ một gia đình thượng lưu, ăn nói cư xử rất có phong độ, dần dần đã chinh phục được trái tim của cô gái 21 tuổi. Từ đó hai người giao tình ngày càng mật thiết. Chưa đầy nửa năm sau, Lý Hào đã bộc lộ bản chất mê cờ bạc. Hắn đem toàn bộ tiền của đặt hết vào cá độ, có lúc còn phải hướng người nhà đi vay tiền hoặc làm mượn của cô gái Hoàng Đình chất phát. Ngày nọ, Lý Hạo gọi điện đến để vay tiền. Mới đầu thì Hoàng Đình tha thiết khuyên hắn ta nên bỏ bài bạc đi, nhưng Lý Hạo cố thuyết phục cô gái ngây thơ. Anh sẽ sửa, anh hứa mà. Em hãy cho anh vay một lần cuối đi, có được không? Hoàng Đình hiền lành mềm lòng, đem số tiền dành dụm nửa năm của mình vào túc xá. Tại nhà trọ, Lý Hào đang ngồi uống rượu giải sầu. Khi thấy nàng tới, hắn ta mừng phát điên. Trong cơn say, hắn kéo tay nàng. Hoàng Đình thấy vậy, vội đưa tiền ra. Vốn nàng định khuyên hắn nên sớm hồi tâm chuyển ý hoán cải. Nào ngờ Lý Hào trong cơn nhậu say, thú tính bộc phát, đã làm cho Hoàng Đình mất đi sự trong trắng. Hoàng Đình chia tay Lý Hào được một tháng thì phát hiện mình mang thai. Vì muốn giấu mẹ và bạn bè, nàng lấy cớ về quê thăm thân nhân. Bị sức ép kinh tế và nỗi lo dư luận xã hội, nàng quyết định phá thai. Việc này rất đau đớn. Nàng ráng nhẫn chịu cơn thống khổ kịch liệt, bị giày vò hành hạ, ngót suốt mấy tiếng dài đăng đẳng. Họa phúc không cửa, chỉ có người tự chiêu. Báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Phá thai được 3 ngày thì Hoàng Đình nhận được hung tin. Mẹ nàng bị xe đụng, đầu bị chấn thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, mạng sống lâm nguy trong sớm chiều. Đối với Hoàng Đình yếu đuối thì đây quả là khổ chồng khổ. Nhờ có bạn bè phụ giúp đã đưa mẹ của nàng vào viện, nhưng bác sĩ nói người này khó sống nổi nữa, thần quyến hãy về lo hậu sự đi. Nghe tin mẹ bị nạn, Hoàng Đình vội chạy vào bệnh viện. Lúc này mẹ đã mổ được hơn 5 tiếng. Thời khắc đó nàng khóc chẳng thành lời, buồn rầu không nguôi, chỉ biết tự trách mình, nói thầm: mẹ ơi đừng chết, bởi con tạo nghiệp ác nên mẹ mới gặp nạn, con xin lỗi mẹ. Tôi phải làm sao đây? Đột nhiên nàng nghe người bạn nói nhỏ vào tai mình: hãy ráng niệm Phật A-di-đà thật nhiều, vì đại nguyện của ngài vĩ đại vô cùng. Phải rồi, niệm Phật. Hoàng Đình không màng đến thể diện nữa, nàng quỳ xuống trước phòng mổ, chắp tay chí thành niệm lớn:
Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật gia hộ cứu mẫu thân. Những người bệnh và bác sĩ đi qua đi lại đều ném cho nàng tia nhìn kỳ quái. Mặc cho mọi người chỉ trỏ bàn tán, với nàng chẳng ăn nhầm gì, bởi thời khắc đó trong tâm nàng chỉ có Phật A Di Đà. Nàng hoàn toàn dốc hết tâm ý niệm Phật cầu cho mẹ mình, vì đây chính là hy vọng duy nhất. Trong kinh Địa Tạng có nói, nếu có người lâm chung, thân thuộc trong nhà dù một người vì bệnh nhân mà cao tiếng niệm Phật, thì người sắp chết đó, trừ tội ngũ vô gián ra, các nghiệp khác đều có thể tiêu trừ. Công đức niệm danh Phật không hề nghĩ tường. Phật pháp quả chân thực không dối, ngày chính bác sĩ cũng không đảm bảo mẹ nàng có thể sống được. Nhưng kỳ lạ thay, bà đã sống lại. Trải qua tai nạn này rồi, hai mẹ con cùng bước vào con đường học Phật, siêng năng nghe giảng pháp, kiên trì ăn chay, phóng sinh, thường phát tâm sám hối, tội sát sinh đã qua. Nhờ cả hai nỗ lực tinh tấn tu hành, nên mẹ Hoàng Đình đã phục hồi rất nhanh. Kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. 2 tháng sau, mẹ Hoàng Đình đã có thể tự làm mọi chuyện và sinh hoạt khỏe mạnh như người bình thường. Thấy mẹ chuyển nguy thành an, Hoàng Đình càng kiên trì tu, tăng thêm tính tâm. Nàng lợi dụng thời gian rảnh, tận lực giúp đỡ cho những người xung quanh và đem kinh nghiệm của mình từng trải qua kể ra cho mọi người nghe, khuyên họ thâm tính nhân quả, sớm cải ác theo thiện. Nàng đã giúp cho nhiều gia đình đến với đạo, nghe giảng và tu hành theo Phật pháp được ly khổ đắc lạc. Câu chuyện quả báo của tà dâm khiến cả nhà phải đau khổ. Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt Nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng nhiên thường xuyên đi về Việt Nam đầy khó hiểu. Lần gần nhất là ở lại hơn 2 tháng. Hỏi thì ông ấy bảo về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói là làm ăn cái gì. Nhưng lần nào đi cũng mang theo nhiều tiền, mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu. Ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình, làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt dần chuyện chăn gối cùng vợ. Cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước đây, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi. Tôi điện thoại về Việt Nam do hỏi nhiều người quen thì được biết ông đang cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp. Tôi vội vã lấy vé máy bay về Việt Nam thì cũng là lúc chồng tôi đang trên đường về Mỹ. Tôi ở lại Việt Nam gần một tháng, lần la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong nhóm câu Sài Gòn, tức là câu người trên mạng. Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người, chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo và những thông tin nóng mà nhiều người nước ngoài quan tâm, rồi post lên trên mạng và các diễn đàn. Từ đó nhóm này có vô số người quen khắp nơi trên thế giới. Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để giao lưu quan hệ. Tôi giấu không cho biết tôi từ Mỹ về. Thật may mắn khi tôi được giới thiệu và kết thân với một người trong nhóm đó. Lần làm mãi, tôi được cô này cho xem cả sắp hình. Trong đó có cả hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh, rồi tắm biển ở Nha Trang, chung với cả nhóm. Nhờ thế mà tôi biết rõ mặt người phụ nữ kia khi đang ôm chồng tôi. Cố dằn lòng, tôi vẫn tỉnh bơ như không quen biết ai trong tấm hình trước mắt. Khi hết sức thân, cô gái kia mới dốc bầu tâm sự. Đại khái cô cho biết, chúng em là những người tử tế, có ăn học, có nhà cửa đàng hoàng, chỉ tội nghèo. Cô ấy rất tự hào về chuyện câu của mình. Cao hứng cô bốc trần mọi thứ. Chị tưởng ai cũng có thời gian suốt ngày trên net ư? Chị tưởng ai cũng đủ trình độ để sưu tầm những hình ảnh độc đáo và các tin tức nóng này hay sao? Những email em gửi là các mồi câu, cả ngàn mail gửi đi, bèo nhất thì cũng có vài chục phản hồi. Bao nhiêu năm như thế chúng em có vô số bạn hữu, từ thân ít đến thân nhiều và rất thân. Trong đó thì em sẽ lựa ra nè, con nào hám của lạ, nhiều lắm, đủ mọi thành phần luôn. Và em thường dành ưu tiên cho cá nước ngoài vì dễ giải lại nhiều tiền. Đặc biệt quan tâm đến loại đã chết vợ, nhất là loại cá già. Cá càng già thì càng tốt, càng dễ câu. Nhưng thú vị nhất là loại vợ chết. Đầu tiên là chat, kế tiếp là điện thoại, sau đó là hẹn gặp tại Việt Nam. Em luôn thòng câu rằng
Xin làm hướng dẫn viên miễn phí mọi lúc mọi nơi. Ít khi thì em chủ động gọi điện thoại lắm, vì tốn tiền, chỉ cần nhá máy thôi là cá sẽ gọi lại ngay. Em siêng chát lắm nha chị, có lần hả cùng một lúc phải chát với 4-5 con cá luôn đó, nhưng vẫn khỏe re à. Rồi cô ta hào hứng huỵch tẹt. Em đang là em tinh thần, là em kết nghĩa, là cháu dễ thương của rất là nhiều cá nước ngoài, cả là người thương yêu dấu hoặc là cục cưng rất nhớ của nhiều con cá lờ đờ đó chị. Mỗi kỳ lễ Tết hoặc là sinh nhật, em đều có quà của cá từ các nơi. Cá luôn hào phóng và rộng tay với bọn em. Cá về thì bọn em đón, cá đi thì bọn em tiễn. Nhưng ngại nhất là vào tháng Tết này, nhiều cá về lắm. Em rất là lúng túng khi phải xếp lịch vì sợ cá đụng đầu. Do đó mỗi đứa bọn em luôn phải có ít nhất là 4-5 số điện thoại, sợ cá ghen khi thấy máy bận. Bọn em có đứa đã mua được nhà, mua được xe xịn luôn, còn đi du lịch đó đây thì là chuyện vặt. Chợt giọng cô trùng xuống. Ây, bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 rồi, trong đó có mấy đứa đã vướng HIV vì cá nước ngoài á, chẳng ai chịu dùng bao cao su. Cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay. Mấy đứa này vừa đang uống thuốc vừa đang trả thù đời á, chúng ngủ với bất kỳ ai muốn chúng và nhất định là không cho dùng bao. Nhóm Câu Sài Gòn là tên kín đáo mà bọn em tự gọi cho vui, ít người biết lắm. Vậy làm sao tránh được? Tôi hỏi. Cô bảo, không tránh được đâu, khó biết lắm. Vì bọn em là người đàng hoàng, có ăn học tử tế, có đứa còn là Phật tử thuần thành, siêng lễ bái lắm chị ơi. Tôi tối sầm cả mặt, ù hết cả tai khi nghĩ đến chồng tôi. Không còn hơi sức đâu nghe tiếp, phải lảo đảo đứng lên ra về. Tôi trở lại Mỹ mà lòng tan nát. 3 ngày không nói với chồng được một câu nào, cuối cùng chẳng thể mãi thinh lặng. Tôi kể hết với ông về chuyện mà tôi biết về Nhóm Câu Sài Gòn và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu. Mới đầu ông nổi giận ghê gớm và quát nạt kinh khủng. Quá chán nản, tôi chẳng nói lại nửa lời. Sau đó tôi lẳng lặng thu xếp áo quần về ở với con trai lớn được hơn 1 tháng trời. Trong thời gian này, ở nhà ông ấy đi xét nghiệm máu, kết quả dương tính HIV. Dù đã đoán trước được, nhưng tôi vẫn bàng hoàng sụp đổ và nghĩ đến bản thân mình. 3 tháng sau mới lấy lại được thăng bằng, tôi đi xét nghiệm. Kết quả cũng như chồng tôi, dương tính HIV. Tôi có 2 con trai và 2 con gái đều trưởng thành. Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình để gửi các diễn đàn. Chỉ với mong ước các diễn đàn tiếp tục phổ biến, đến càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để ai vướng vào bất hạnh như gia đình tôi. Đó là tâm nguyện của tôi, xin các diễn đàn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối đời mình. Lời bình: quả báo của tà dâm là bản xét nghiệm HIV dương tính và người đàn ông chính trong câu chuyện đã mắc phải. Đây là bài học cho các đấng mài râu và cả nữ giới khi tìm cách mồi chài dâm dục phái nam. Quả báo của tà dâm ở hiện đời thì bệnh hoa liễu, nhưng mất thân người thì đọa vào địa ngục ôm trụ đồng nóng lửa, thân bị cưa chém không biết ngày nào mới ra. Ở đây chúng ta thấy vợ của ông ta không tội tình gì mà cũng bị vạ lây. Người thế gian chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là không công bằng đối với bà. Nhưng nếu hiểu nhân quả thì gia đình chính là cộng nghiệp. Thật buồn cho bà, nhưng có lẽ kiếp trước bà đã từng gieo nhân gì đối với người chồng hiện tại, nên giờ bà mới gặp phải cảnh đáng thương này. Không chỉ mình bà mà con cái bà đều bị ảnh hưởng. Câu chuyện cảnh tỉnh đến người đời nên giữ gìn đức hạnh, bảo vệ hạnh phúc gia đình, không sống phóng túng tà dâm, có ngày sẽ vào hầm hố không lối thoát. Câu chuyện lời tâm sự của anh luật sư từng phạm tội tà dâm. Tôi thi đậu vào 2 trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Song thân tôi làm lụng gian khổ, dù có cố làm thêm, lãnh thêm nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong phải chia tay,
xài sạch hết của tích lũy trong nhà, công tác luôn gặp bất lợi. Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thức tính lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn 1 năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp, nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ, lại xảy ra lũng củng ách tắc chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt, lại phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lận đận. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn 1 tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm hay thủ dâm nữa, bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn ngừa giới dâm, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển biến tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc ngày càng nhiều. Trước đây do bạn hay thủ dâm lại quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh rồi sức khỏe đều thất bại. Tôi tùy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn được 1 tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng bệnh viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn nghẹt mũi, tùy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận, mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên hoan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi thấy rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế? Anh bạn tôi giải thích. Nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa, gia đình là tối thân cận nhất với mình sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương ứng với phẩm hạnh xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn, những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ cả tin vào những tuyên bố của các ông bác sĩ hay chuyên gia cho rằng tà dâm thủ dâm là chuyện bình thường vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được. Điều này rất sai lầm, bởi chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết. Do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, huân dưỡng thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tật thủ dâm sẽ không có ý chí nghị lực, vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thệ nguyện ngừa giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên khinh an, thoải mái, thái độ ủ rũ nản chí trước đây không còn. Từng ngày sống như được thái dương chiếu rọi. Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt được hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu, trong lòng quang minh chính đại, giống như có thái dương sôi rọi nơi tâm. Khi đó tôi không hiểu, giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Bạn cứ thệ nguyện giữ giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn lần may mắn và vô cùng tri ân vị bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Câu chuyện tà dâm khiến phúc lộc thọ bị giảm. Tôi có một người anh trai, anh có chức sắc, được xã hội kính trọng. Anh có vẻ bề ngoài có học thức, địa vị, đạo đức, đẹp trai, lịch lãm, đáng yêu.
nhưng bên trong là gã Sở Khanh chính hiệu với đầy đủ phẩm chất tà dâm, dối trá, tham lam và vô đạo đức. Anh có gia đình im ấm, trai gái đầy đủ, các con đều học giỏi. Vợ anh là người vợ chịu thương chịu khó, gia giáo và đức hạnh. 12 năm trước khi anh du học về, nghèo rớt mồng tơi, sự nghiệp bắt đầu từ đây. Anh không dùng tài năng của mình để phát triển sự nghiệp một cách chính nhân quân tử, mà sử dụng vốn tự có để chinh phục hàng tá phụ nữ lắm tiền nhiều của, đục khoét tài sản của họ và hàng loạt đồng nghiệp nữ trẻ để phục vụ nhu cầu của anh. Anh không giới hạn số phụ nữ đã quan hệ tình cảm, tiền bạc anh kiếm được từ công việc đều giữ cho riêng mình, chu cấp có giới hạn cho gia đình. Phần lớn anh dùng tiền này để phục vụ cho việc ngoại tình, qua cáp, du hí cùng bồ nhí. Với nhân tình lớn tuổi có gia đình, có tiền, anh để họ trả tình phí khi anh ngỏ lời yêu thương. Anh vẽ ra bản thân đang ở trong tâm trạng bất hạnh. Anh vẽ ra bản thân đang ở trong tâm trạng bất hạnh, không hạnh phúc, khó khăn tiền bạc, thiếu thốn vật chất, nhà ở với những nhân tình đó. Với tình kẻ đáng tuổi con cái, anh sẵn sàng cướp đoạt trinh tiết của họ, cung phụng tiền bạc, và họ tự nguyện phục vụ tình dục cho anh khi cần. Bởi anh hứa hảo về công việc mà hàng tá cô gái trẻ mơ ước, giảng viên các trường đại học, du học cùng anh xây dựng tương lai tươi sáng. Gieo nhân ác, tạo nghiệp ác và gặt quả báo. Thời gian thấm thoát trôi qua 12 năm, anh nghèo so với bạn bè, không chức vụ, không được đồng nghiệp tôn trọng vì tự cho mình là hơn người. Anh chỉ hơn họ là có nhóm nhân tình trẻ bằng tuổi con anh. Những người phụ nữ cùng trang lứa ngày xưa yêu anh, thương anh, nhận ra anh là kẻ đáng khinh, không đáng được hưởng hạnh phúc mà họ cam tâm dành cho anh nên đã từ bỏ. Anh tôi lại lao vào nhóm phụ nữ trẻ. Hàng tháng có 2-3 nhân tình phục vụ cho anh bằng tất cả sự dâng hiến và tự nguyện. Các cô gái đôi mươi được anh chiếu cố, yêu thương, tự phong cho mình là hot girl vì đốn gãy một nam trung niên mà nhiều phụ nữ thèm khát. Các cô không biết mình là một con cừu non đứng trước con sói già săn mồi lão luyện. Cái gì cũng vậy, việc làm trái đạo đức thì trời không dung đất không tha, không cần luật pháp trừng trị. Ngày định mệnh đã điểm, anh mắc bệnh tình dục và tim mạch do đời sống phóng túng, trụy lạc, sa đọ, ăn chơi trác táng thời gian dài. Không giữ gìn sức khỏe mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo, anh áp dụng kiểu chữa bệnh ngu muội là tìm con gái nhà lành, nhân viên dưới quyền để quan hệ, hy vọng không nhiễm bệnh. Anh kết thúc mạng sống của mình khi vừa tròn sinh nhật 48 tuổi sau cơn tai biến và chết sau đó 30 phút, để lại gia đình suy sụp toàn diện về vật chất, tinh thần, cha mẹ già, con thơ, chưa thành gia thất, cùng hàng tá nhân tình suốt 12 năm qua. Anh phá hoại hạnh phúc người khác, hủy hoại kinh tế con gái nhà người ta, thì giờ lại phải trả bằng mạng sống của chính mình. Vợ anh không chồng, con không cha, cha mẹ đau khổ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Tất cả gánh nặng, trách nhiệm gia đình tôi gánh vác, vừa thương anh, thương chị dâu và các cháu, vừa rút ra bài học đạo đức từ anh để giúp tôi sống tốt hơn và yêu quý gia đình mình hơn. Anh đã lầm và không còn cơ hội sửa chữa. Phạm tội tà dâm nặng như thế này thì đây chỉ là quả báo lúc còn sống mang thân người. Còn quả báo sau khi mất thân người còn tệ hơn gấp ngàn lần. Cảm ơn vị Bồ Tát nghịch hạnh này đã thể hiện một bài học đáng cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Hành vi tà dâm chưa cảm ác báo đời này và kéo dài đến nhiều kiếp về sau. Nhiều kiếp về sau. Nhiều kiếp về sau. Câu chuyện kiếp trước áp bức nô lệ, kiếp này hóa thân ngựa cho người đời cưỡi ngựa mua vui, thống khổ trầm đường. Mấy năm trước, tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một cỗ xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời kali tươi đẹp, càng làm tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi, đến chẳng biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần đến cổng lớn, thì thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này thần thái nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lặng lẽ bước từng bước, lê từng bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi,
Tôi nhìn bộ dạng của nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng 20 tiếng. Trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lan man suy nghĩ, chẳng biết con ngựa này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến chừng đó người hay sao? Sau khi trở về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài bảo, con ngựa đó đời quá khứ từng là một người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong tràng viêm của ông ta có hơn 100 nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ, áp bức phi nhân tính của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức bị đọa vào địa ngục thọ khổ. Mãn báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ của nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đài ải, chỉ có hơn 100 người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức. Đây không những là phạm tội đáng xấu hổ với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm và đạp con người quá đáng, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu điều khiển, cưỡi ngồi không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo mà y phải trả. Con người do hành động lành dữ tạo tác lâu ngày sau khi mất tâm thức, theo đó mà đầu thai. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm kiếp trâu cựa bao nhiêu lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong thì tỉnh người ra. Ai mà ngờ được con tuấn mã khả ái đáng thương kia lại có một quá khứ không lấy gì làm vẻ vang như vậy. Tôi thầm nghĩ nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, giúp nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ. Đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí sông thiên của họ. Lúc này, Hách cư sĩ ngồi bên cạnh tôi, bà là Hoa Kiều định cư ở Malaysia, đột nhiên hỏi: "Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu. Từ nhỏ nó đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này nó cũng có tánh linh. Không lâu sau nó cũng bỏ thịt, ăn chay theo, khiến cả nhà con đều hết sức vui mừng. Khi gia đình chúng con vừa đến Malaysia, thì 2 năm sau, Misu chết. Chúng con rất buồn, mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết bây giờ nó đã tái sinh được vào cõi thiện lành chưa? Mong sư phụ từ bi quán sát giúp giùm chúng con." Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười đáp: "Con chó này nhờ đời trước ở nhà ngươi nghe kinh ăn chay, chết rồi để được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, cho nên nó đã được chuyển sinh làm người rồi. Hiện giờ cũng đang ở Malaysia, là một cô gái 17 tuổi rất xinh đẹp." Nghe Hòa Thượng nói xong, Hách cư sĩ im lặng bấm đút tai, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên: "Sư phụ, ngài thật hay quá, Mì Xu nhà con chết tính đến nay đã đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu và tên gì. Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu và tên gì, con rất muốn gặp cô." Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Hách cư sĩ: "Nếu tìm gặp được cô ta thì bà sẽ nói gì?" "Không lẽ bà nói, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư?" "Cô gái không đánh bà mới là lạ đó." Hách cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý nông nổi của mình. Sư phụ hiền hòa nói: "Có duyên thì sẽ gặp nhau. Rồi sẽ có một ngày nó cùng với gia đình bà hội ngộ." Vừa gặp, đôi bên sẽ tự nhiên cảm thấy rất là thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tu 100 năm mới được đồng thuyền. Cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè thân quyến, thậm chí còn bao gồm luôn cả cừu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí,
chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi đã thu được lợi ích rất lớn. Gieo nhân thiện chắc chắn nhận quả thiện, gieo nhân ác nhất định gặt quả báo ác. Gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo. Làm sao có thể mất đi được? Cho dù vạn kiếp sau, hạt nhân thiện hay ác đã gieo rồi, thì khi đầy đủ nhân duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Xin hãy cẩn trọng. Nhân quả không chỉ giới hạn trong cuộc sống cá nhân, mà còn lan rộng ra cả vào xã hội. Hành động và quyết định của chúng ta tác động đến cả cộng đồng xung quanh, tạo nên sự tương tác phức tạp và liên kết vô hình. Nhân quả báo ứng là một lời nhắc nhở để chúng ta chú ý đến những hành động mà chúng ta đã tạo ra thường ngày, có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới đời sống của chúng ta hiện tại và mai sau. Trong cuộc sống, chúng ta luôn có quyền lựa chọn và tự do hành động. Hãy hạ hồi chuông nhận thức và lắng nghe tiếng nhân quả báo ứng, để từ đó ta có thể gieo trồng hạnh phúc, tình yêu và sự cân bằng trong cuộc sống của mình và của những người xung quanh. Câu chuyện sinh nghề tử nghiệp, chúa đi rừng chích khô trên cây cao trong rừng sâu. Lớp 3 trường làng chưa xong thì Bảy Bền đã xếp bút bi phụ mẹ lo cho hai em có cái tọng vô mồm. Bà má nói học trình nhiều cũng vậy thôi con ơi, cái mã nhà mình không phát đường chữ nghĩa, vô rừng theo cha mày cho chắc. Hai cha con đi lấy đặc sản rừng, mùa nào thức nấy, rừng miền đông trái cây thôi thì vô thiên vô lũng. Nào say, cám, bù lợp, gùi, đến mùa măng thì bà má ngày nào cũng có mặt ở chợ bán đủ loại măng khô, măng tươi. Đúng là nghề dạy nghề, mùa chín mưa ở miền đông dầm về, không thua chi mùa mưa ở Huế trong thơ Nguyễn Bính, mà cha của Bảy Bền thừa tài để cho ra măng sấy, quả là quá xá hay. Nghề không cao dễ chi được, chưa kể bảy cò ke, còn cho bà má có thu nhập thêm từ thịt rừng. Ngày nào ông cha cũng khề khà vài ly đế bên một đĩa thịt tú hụ không treo, chồn thì cũng nhím sóc hay gà rừng. Hai cha con còn tham gia lấy cây về bán cho những trại mọc. Ai làm nhà cân loại cây chi cứ gặp cha con của Bảy Bền là xong tuốt. Nhờ chí thú nên 15 tuổi, Bảy Bền đã có một cặp bò kéo xe chiến đấu. Trên cổ xe bò, Bảy đi sâu vô những cánh rừng lồ ô, đem loại cây này về xóm nhỏ, dựng nghề chẻ thâm nhang cho bà con cô bác kiếm thêm. Với rừng, Bảy Bền tinh thông hơn cả căn nhà của mình. Nhờ cái tinh thông này mà những năm khốn khó sau chiến tranh, rất nhiều các ông bà có của nương theo Bảy Bền mà ăn nên làm ra. Linh luôn cả hàng tỷ phú xứ ta, chứ triệu phú thì khỏi nói. Đặc biệt những năm rừng bị nghiêm cấm, ai vào rừng không giấy phép là tù không cải cọ lôi thôi. Kẹt cái lúc đó kinh tế khó quá, cấm thì dân nghèo lấy chi mà sống, thôi thì gỗ thì cấm kiệt, chứ mày kè lá ta cho qua. Cấp giấy phép cho họ và ta thu thuế nuôi rừng. Nhưng quý vị thị thành muốn biết đâu đó trong nguyên sinh có tre, có mây, có lá thì phải thông qua hằng chưa tốt nghiệp lớp 3 là Bảy Bền. Còn gọi nó là anh này anh nọ nữa mới là ngon hung. Bảy hóa thành thần tài cho các vị có giấy phép. Mỗi chủ khai thác chỉ ít trồng tài 50 lính cát, họ giao hết cho Bảy. Bảy đưa thợ vào những cánh rừng nơi ngự trị toàn lồ ô. Người ta đưa lồ ô cây về nhà máy để sản xuất đũa. Mỗi cây, người thợ rừng hưởng 700 đồng. Gin 130 đưa về nhà máy là 2.000 đồng. Mỗi cây chú thâu lời 1.300. Cho chung chi thuế má săn cổ hết 1.000, ta còn 300. Mỗi xe 600 cây, ta có 180.000 lãi. Mỗi ngày ta có 5 xe về nhà máy, thì không tỷ phú thì là chi? Ngoại trừ lồ ô cây, ta còn cho ra niền để chế biến tâm nhang. Mỗi bó niền thợ rừng ăn 4.000, về đến chỗ bán là 40.000, cho chi phí tối đa 30.000. Mỗi ca mát chở 400 cục niền, ngày đi 2 xe. Mẹ cha ơi, vàng để đâu cho hết, nói chi là tiền. Về sau có một đại gia rất am tường thiên thời địa lợi và lòng nhân ái bao trùm không chừa một khoảng trống nào ở vùng rừng ít. Vợ của Bảy Bền nhờ ông ta mà thoát chết. Cảm tạ cái ơn này nên Bảy kính cẩn gọi đại gia là anh Sáu và nghiêng mình dưới trướng anh trong nghiệp khai thác độc quyền mây tre lá. Anh Sáu lên, Bảy cũng lên theo, và anh Sáu nâng Bảy Bền như nàng trứng. Chào ôi, Bảy hay lắm, lô ô dưới lũng sâu mới là loại nhiều năm tuổi. Muốn ra một cặp đũa không bị tòe đầu, phải lô ô 3 năm tuổi đi lên. Cây non là bỏ, tâm nhang cũng vậy,
Chẻ xong, đem đánh bóng thì cây tăm non sẽ gãy. Nếu may mắn còn nguyên, chúng sẽ bị cong vòng khi cắm lên bát hương. Bọn nghiệm thu rút lên một nắm, chỉ cần một cây bị oằn là chúng bỏ cả kiện. Hàng xuất khẩu đang nằm ở bến cảng mà bị cả là chết. Nên chi bước khai thác thô phải tuyệt đối là cây già. Muốn cây già thì phải xuống lũng. Dân lũng trong rừng miền Đông không thua chi dốc cao, khúc khuỷu, dốc thăm thẳm trong thơ của ông Quang Dũng tí nào. Tuy vậy, với bẫy bền thì không sao, anh ta điều trị tốt. Thợ rừng cứ cho ra sản phẩm bất kỳ nơi đâu, đèo cao hay suối sâu, khó khăn cỡ nào cũng không qua được bẫy. Xét cần 2-3 chiếc zin sẽ vào bốc hàng một chỗ đi cùng nhau hợp lực, mà qua chuông qua đèo. Bẫy sẽ cùng một lớp công nhân chuyên xẻ đường luôn có mặt trên từng cây số với cuốc chim và xẻng trên vai. Bọn tài xế zin 3 cầu và zin 130 phòng bẫy lên hàng kỹ sư cầu đường luôn. Còn nói như vậy, mấy hàng kỹ sư thời nay phải gọi bẫy bền bằng sư phụ. Khai thác mây tre tạm gián đoạn khi mùa đời ơi đến. Mẹ cha ơi, dân rừng miền Đông lên hay không là nhờ loại trái cây này. Tháng giêng là thợ đã xuyên rừng tìm cây và đánh dấu. Cây nào có tên là xin đừng rờ vào. Thợ rừng nói chuyện với nhau bằng cú đấm là chuyện nhỏ. Giao rượu cũng nhỏ luôn. Cây tao mà mày dám tra bú vô hạ là bao nhiêu? Tao lấy hết. Luật rừng đã định rồi. Cây đã khắc tên, ai biểu mày đụng vô? Tháng 2 là tú ra đi lượm ươi bay. Loại trái này chỉ được bách bệnh đang nghe. Nóng trong người, thiệt đó, đang xỉn rượu tới mặt tới mày mà chơi một ly hai cái ươi là nhẹ liền. Cả táo bón kinh niên cũng chào thua đàn anh ươi. Ngày đầu nó còn trị được tiểu đường và thấp khớp. Nhưng nếu chỉ vậy thì không thể trả lời cho câu hỏi vì sao ươi đắt như vàng. Đến mùa đầu nậu thu mua về để xuất khẩu. Chả ai cần biết nó xuất đi để làm chi. Chỉ biết nó giá cao lời nhiều là em làm cái đã tính sao. Nhưng mà đi lượm ươi bay thì một ngày được mấy trái. Cơm ăn cơm dở vô rừng mà đi lượm thì ở nhà đi móc bọc ni lông còn có ăn hơn. Quý ông thợ rừng tra búa tra rìu vô cây hạ hết. Khổ cái là rừng đang được bảo vệ, cụm rừng anh đang khai thác lộ ô, tại sao cái ươi này lại bị đốn? Chỉ một cây bị ngã là anh sẽ bị tước giấy phép ngay tức khắc, nghe chưa? Dạ nghe. Lúc này mới thòi ra cái thông minh của hàng chủ soái bẫy bền. Bẫy không đốn mà trèo lên cây để hái. Mẹ ơi, cây ươi trái nhiều phải là cây trưởng thành, cả hai vòng ôm người lớn và cao tầm 20 mét. Ông cố nội ai leo cho được thưa quý anh? Ai không được chứ bẫy bền thì pha. Bẫy chả có vỏ nên nào biết bích hổ du tường là cái ba láp ba xàm chi. Bẫy cũng chả tin cái vụ nhúng một phát bay lên như trong phim Tàu. Tôn Ngộ Không cũng xạo luôn. Bẫy kèo theo kiểu của bẫy và chuyên nghề cho anh em thợ chả giấu giếm chi. Bẫy ra lò rèn đặt đánh 40 cây đinh. Mỗi cây dài 40 phân bằng thép lò xo phục chúng của xe jeep luồn còn sót lại từ thời mồ ma ông Cộng Hòa. Không có loại thép này thì phải tạm sử dụng sắt rằn phi 12. Thêm một cây búa 3 kg mà cái cán cũng được hàn bằng thép trắng. Một sợi đai lưng dùng để treo trụ điện cao thế là xong bộ đồ treo cây. Cứ thế bẫy treo, cứ lên cao 5 tấc, nện một cây đinh, lúc vô 20 phân, 40 cây là 20 mét. Lên đỉnh rồi thì ta tha hồ hái. Lưng lưỡng bao là thả xuống bằng một sợi tời, vẫn đèo sau lưng khi chinh phục đỉnh cao. Cái vụ kèo này phải gan gốc cỡ phàn soái thời Hán Sở tranh hùng bên Tàu. Lên cao là gió ngàn, thổi lồng lộng. Những ai từng kèo dừa để làm cỏ chắc biết gió ra sao khi lên cao. Nhưng trên một ngọn dừa kẻ kèo không có cảm giác ngợp bởi bên dưới là nhà và vợ con đang à ơi hát bài quê hương. Cái ngợp của màu xanh đại ngàn cực bí hiếm. Ta có cảm giác như đang một mình trên biển xanh bao la với một mảnh thuyền con. Cái ngợp ấy là niềm cô đơn của một sinh linh bé mọn trước hùng vĩ của cao thâm. Dân sống bằng rừng tất nhiên gan dạ có thừa. Đối phó với sốt rét rừng hay hùm beo lợn rừng, thậm chí có cả ông bồ cũng không sợ. Con nít mới lớn cũng coi pha. Một thợ rừng thực sự phải dám trèo lên đỉnh cao khi đi ươi. Mỗi tớp đi ươi thường 4 nhân mạng, 2 trong 4 dám trèo là bảnh lắm. Thông thường mỗi tớp chỉ một đại ca. Những đại ca này mệt một tí khi trèo và hái trái, bù lại khi gùi sản phẩm về xuôi, đại ca có quyền đi tay không. Về xuôi để bán không dễ đâu, thưa quý anh Hào.
ươi cao giá nên lắm thằng trời ơi hạ cây lấy trái, kiến thu một lần là tận tuyệt. Vì vậy bảo vệ và kiểm lâm bắt rạc ráo, bất kể anh kèo hay hạ, thợ phải cắt rừng xuyên sơn, không để hàng làm ra bị lấy lại, lắm khi phải băng sơn cả ngày mới đến nơi. Vậy nên bảy bền kết nghĩa huynh đệ với một thợ rừng cũng gan góc không thua, hắn tên là Minh Tàn. Tay này có một vợ ba con, lâm tặc loại chiến. Minh Tàn từng ở tù vì tội trộm gỗ quý trong rừng cấm. Tù xong, hắn nép mình dưới trướng đại gia Sáo làm lầu ô nuôi vợ nuôi con. Mùa ươi có Tàn, bảy bền khỏe re vụ kèo cây. Tàn tuy nhỏ con nhưng khỏe như bò, vài chục ký trên vai hắn bước cả cây số mà hơi thở không nặng. Một cục niện 50 ký, hắn nhấc lên xe bằng hai tay như trụ vương bê nàng Tô Đắc Kỷ trong phim Phong Thần. Chỉ mùa ươi mới kéo Tàn và vợ con hắn ra khỏi khổ lụy của cơm áo gạo tiền. Cho hay nghèo mà ham vui nên khổ thì ráng chịu con ơi. May cho Tàn lại biết sống biết chơi, nên Bảy lâu lâu hú trợ cho bạn Hiền vài đồng, cho qua thì mưa gió. Không có Bảy, e rằng vợ Tàn không qua khỏi cái đận bị hư thai đứa thứ tư. Mẹ cha ơi, đêm hôm khuya khoách mà vợ hắn than đau bụng, Bảy phải đích thân đánh gin 130 qua mặt đại gia Sáo đưa bạn vợ lên bệnh viện huyện. Bạn bè vậy chứ sao nữa bây giờ hả ba quân? Tốt quá thì thôi. Nhưng có một chuyện mà Minh Tàn nhớ ơn Bảy suốt đời không thể nào quên. Ơn nặng bằng sinh thành chứ không ít. Số là mùa ươi năm ấy, Tàn bị một tai nạn hy hữu tưởng chết. Sống được thì quả là mạng lớn tầm Thái Sơn. Tàn trèo lên một đỉnh cây ươi để hái trái, sau đó không biết mà hắn bị sảy tay rơi xuống. May thay một cánh tay của thân ươi giữ Tàn lại bởi sóc vô áo. Áo thợ rừng bằng ni lông tốt nên Tàn ta toàn ten. Nó mà toát một phát thì Tàn du địa phủ. Dưới gốc, cả bọn toát mồ hôi khi nhìn Bảy Bền bò ra cành cây cứu thằng bạn. May quá, cây ươi ngó vậy mà dai. Ơn cứu mạng này đã khiến cho Tàn và thợ rừng làm mây ke cho chú Sáo kính trọng Bảy lắm. Nói chung về gan dạ và tinh thông rừng, Bảy Bền là số một. Sống với bè bạn lại có tình có nghĩa cũng hết ý luôn. Nhưng như vậy, đâu hết cái ngon lành của Bảy với rừng. Ba cái cây ăn trái và mây tre lá chỉ là chuyện vặt, dù cái vặt này là sự sống của vô thiên vô lũng dần dưới đáy cuộc đời. Cái làm nên tên tuổi của Bảy Bền là một nghiệp khác. Nghiệp này có lắm vẫn đục đi tí chút tình thân của Bảy và Minh Tàn. Tàn cho rằng trên đời này không có chi ác độc hơn là phá nhà cướp của người ta. Ủa chứ nghiệp chi mà nghe rợn óc vậy kia? Xin thưa, đó là nghiệp ăn ong. Đúng rồi, đi lấy mặt ong đồng nghĩa với việc phá nhà cướp của chứ còn chi nữa. Nhưng nói vậy liệu có cực đoan hay không? Té ra câu vật phải dưỡng nhân là sai à? Vậy phải lấy mật đâu mà rờ lưỡi cho trẻ mới sinh đây? Nói thiệt với mày, Bảy Bền nói với Minh Tàn, bọn nhà giàu ăn tay gấu ốc khỉ, Hà Nam treo chồn nhím thỏ heo rừng có sao đâu. Nói như mày thì hạ một cây cũng ác, ác 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 cái con khỉ. Tao thấy mấy cái ông quyền chức khen cái ruộng ngâm ông non quá chừng luôn, nhất là vò vẽ hay ông lỗ. Mày chỉ biết cái trước mắt mà không biết cái nguy hại về sau. Còn ông cái kiến hay bất cứ một sinh linh nào nó có sự sống là có quyền tồn tại như tao và mày. Một cái cây cũng có linh hồn của nó. Trong truyện Kiều, ông Nguyễn Du đã viết rằng cũng là phận cải chôn kim, nghĩa là một cái hạt cải, một cái chôn kim bị sức cũng có số phận của nó. Thôi dẹp mày đi, tao mới lớp 3 chả biết ông Du với cô Kiều nào hết. Tao làm gì kỳ mẹ tao, rủ mày đi kiếm tiền không đi thì thôi đừng có dại khôn tao. Nói vậy chứ ăn ông đâu phải ai cũng làm được. Không có nghề ông, nó đốt cho mày mất xác chứ chơi sao. Ông ở rừng miền Đông đâu phải như ở miệt U Minh trong đất rừng phương Nam của ông Đoàn Giỏi. Đầu đơn giản đến mùa là vào rừng canh hướng gió rồi đặt kèo chờ ngày lấy mật. Ông mật miền Đông đóng tổ trên cây cổ thụ cao cả 15 mét là thấp. Có tổ to bằng cái tấm chiếu đơn, chỉ cần xin một nửa là có cả vài mươi lít tinh túy của rừng. Phải có bí quyết mới dám đụng vào nơi ở của chúa rừng. Xưa nay ai cũng nhầm ông 30 là chúa Sơn Lâm. Xin thưa, chúa của rừng xanh phải là ông mới chính xác. Có những tổ ong đóng trên cao cả gấu chúa cũng chờn không dám to toe. Chưa leo đến đã bị đánh cho tối mặt còn đâu nữa mà ăn. Riêng cái khoảng ong lỗ thì chúa Sơn Lâm phải cong đuôi mà chạy dài.
thậm chí chạy mà vẫn bị đuổi theo đánh cho kỳ chết mới thôi. Thiên hạ nghe đến ông vò vẽ là đã nhờn. Vò vẽ mà so với ông Lỗ thì chẳng ra chi. Đã có người bị ông Lỗ đánh đến thối thịt. Có giữ đến mấy vào tay của Bảy Bền là xiếp giáo quy hàng. Hôm đó có một thợ rừng đang vác lộ ô vào đống thì bị ông Lỗ tấn công. Ba chân bốn cẳng anh ta chạy về chồi. Nghe kể, Bảy Bền liền khoác túi vết rồi thân chinh đến nơi. Chỉ một mồi lửa và một cái chi đó trong túi vết được đốt lên mà Bảy Bền dám bật nắp một tổ ông Lỗ mà vĩ chứa ông non có đường kính những 50 phân. Cả chục vĩ như vậy, Bảy Bền khẳng định rằng trong tất cả các loại ông non, các loài thì ông Lỗ và ông mò vẽ là tốt nhất. Hà Nam của thú bốn chân cũng không qua. Còn ông non ngâm rượu là một loại phục hồi khí lực của đàn ông tốt nhất trần đời. Cả Sâm Nhung quy thuộc bên Tàu cũng không dám bì với ông non. Nhưng tổ ông Lỗ bị diệt, Minh Tàng lắc đầu. Tổ ông này đâu có ghẹo mày mà mày giết nó vậy? Thằng Dũng giỏi suýt bị giết mày biết không? Đụng đến nó thì cảnh giác vậy thôi, nó đuổi chứ có đánh đâu. Nếu nó đánh thằng Dũng chạy lên trời cũng không thoát. Mày coi chừng bị trả quả cho coi. Nhân dứt trả quả, mày yên cho tao nhờ cái coi. Giữ như ông Lỗ mà Bảy Bền còn trị một cái một thì ông Mật là nguồn thu tuyệt vời nhất mà Bảy có. Thời nào cũng vậy, gian trá luôn đi kèm. Thấy một hằng chở Mật trong rừng ra, Mật còn nằm trong vỉ sáp hẳn hoi mà vẫn cứ là nước đường. Chỉ Mật của Bảy là tuyệt đối không pha. Và nguyên chất thì luôn có giá của nó. Đại gia nào muốn có Mật tốt cứ gặp Bảy. Ai mua Mật muốn biết thiệt trơn cứ đưa cho Bảy. Ba cái vụ thử lá hành không đáng tin bằng cái lưỡi của chính chúng ta. Mật ong là tinh túy của hương hoa, đương nhiên nó phải nhẹ hơn mật của đường. Một chai mật ong bọn gian trá luôn cho mật thiệt nằm trên, muốn thử ta phải rót ra chén. Mật ra trước trong lưỡi ta có vị khác mật giữa chai. Chả một hàng bán mật gian manh nào qua được Bảy cả. Thiên hạ rừng ít gọi Bảy là chúa không hoa tí nào hết. Gia chúa chết vô cùng thảm khốc. Ngày nay, hầu hết dân ít vẫn còn kể cho nhau và con cháu nghe về cái chết của Bảy Bền. Quả ông bà ta dạy sinh nghề tử nghiệp không hoa tí nào hết. Ăn ông lên đến hàng sư như Bảy mà cũng không thoát khỏi sự truy sát của thần rừng. Ai từng mục kích và tham gia chôn cất Bảy Bền đảm bảo tin rằng rừng có thần. Mùa ươi tàn, dân mây tre trở lại nghiệp chính. Tuy vậy, vẫn còn một số đi kiếm cứu chót trước khi mùa mưa đến. Những năm tháng ấy, rừng còn chiều nên thời tiết rất ổn định. Giữa tháng 3 âm lịch, dân nương rẫy đã xuống giống đón mưa và chắc ăn chỉ là 3 ngày sau khi xuống là cây mưa đầu mùa đến tức khắc. Hôm ấy, thằng Đen chạy về, hào hỉnh nói với Bảy Bền. Chú Bảy ơi, tôi đi móc 10 gặp một tổ ong thế to lắm. Ở đâu? Nó đóng tổ trên một cây ươi ở đồi tượng. To cỡ nào? Bằng cả tấm chiếu á chú ơi. Tôi đang lợm nghe u u trên đầu, sợ quá nên tôi chạy về báo cho chú hay. Mày dẫn tao đi lại chỗ đó coi. Ngày chiều hôm ấy, Bảy Bền theo xe về xuôi. Hôm sau có mặt tại hiện trường, thêm thằng em vợ tên Bằng và một đệ tử tên Hòa. Thường thì khi lấy ươi, có thêm Minh Tàng là đủ bộ tứ. Nhưng vì chứ ăn ong thì không có tên Minh. Theo Bảy Bền thì chẳng qua Tàng ta sợ ông đánh, nên lên giọng chứ đạo đức cái con mẹ gì hằng tù đó. Mẹ nó, Bảy Bền nói, nó tù thì chớ còn từng làm trong lò mổ heo. Câu mà nó còn lột da sống bằng lưỡi câu nữa kìa. Nói xong, ba thầy trò lên đường, Đen theo luôn cho đủ bộ. Mày cứ ngồi yên dưới gốc cây coi tụi tao làm. Về tao cho mày 5 lít, được chưa? Trước khi nện đinh thép vào thân cây, Bảy Bền đốt 6 cây nhang đại. Nhang đại dài 80 phân, to bằng ngón tay cái. Bảy dắt vô dây lưng 3 cây, 3 cây còn lại giao cho đệ tử. Trước đó bầy ong nghe động đã thả rơi tự do từng tảng ong xuống đầu bộ tứ rồi bay lên nghe ù ù như tiếng máy bay. Vậy mà không biết trong mấy cây nhang bảy pha chế cái chi mà bầy ong không dám lao xuống. Chúng chỉ bay đen ngòm và đặc sệt bên ngoài ù ù ù ù, nghe vô cùng kinh trận. Không kinh nghiệm lão luyện là đứng tìm chết tại trận. Thằng Đen lần đầu nên mặt tái như chàm đổ. Không có cái tỉnh khô của Hòa và Bằng là nó đã bỏ củ chạy lấy người. Cứ thế bảy nện đinh đến đâu, lần lên đến đó bằng đai lưng trèo trụ điện. Bảy ông tuốt trên cao, ù ù hăm dọa, chả làm bảy độc tâm. Đóng đến cây đinh thứ 30,
nghĩa là độ cao án chừng 15 mét thì sự cố đến. Trượt chân chăng? Không. Dây thắt lưng bị đứt? Không. Dây cáp dù bẻ ba xịn, đứt sao được? Vậy thì cái gì? Trời hại! Đúng lúc đó mây đen kéo đến và cây mưa đầu mùa của rừng miền Đông nhanh chóng tràn qua. Trời hại hay rừng lấy mạng thì cũng như nhau. Mưa đủ để tắt sạch mấy cây nhan đại, cái mà dùng để cho tất cả các loại ong hải sợ hoàn toàn mất tác dụng. Về sau, mấy hàng chuyên ăn ong kể lại rằng, thông thường khi mưa đến, ong sẽ lui về để bảo vệ tổ và ông chúa. Nếu vậy thì bẫy bền đủ thời gian để tụt xuống và chạy. Nhưng không hiểu sao, bầy ong ào ào vào bẫy và tấn công. Hàng tỷ con ong như thế, loài ong mật dữ như gấu ngựa, con nào con nấy to bằng ngón tay út, tha hồ đánh kẻ đang phá nhà mình. Bà Hằng dưới gốc hãy quá, ba chân bốn cẳng, tuôn theo đường mòn chạy về chòi. Sau cơn mưa, toàn thể thợ rừng ngồi ở chòi nghe báo cáo sự thể. Không một hàng nào dám lên hiện trường xem bẫy sống chết ra sao. Mẹ ơi, có nghề có cả đồ nghề còn chết, nó chi tay không? Tài xế chở lộ ồ về xưởng báo ngay cho đại gia Sáu. Sáu báo lên chỉ huy lâm trường. Ngày hôm sau, các quan rừng và vợ cùng hai đứa con bẫy cũng đã có mặt. Chả ai dám thâm nhập hiện trường. Lúc đó đại gia Sáu mới nhớ đến Minh Tàng. Minh Tàng đang chăm bà xã của hắn ở bệnh viện. Đại gia Sáu phải nhờ một hộ lý chăm lo người bệnh, rồi đưa Tàng lên rừng bằng minh khơ 125 phân khối. Mình đến ngay hiện trường không một chút sợ hãi. Về sau, hắn nói với anh em rằng, sau hai ngày một đêm, cái xác đã lạnh giá. Ông là loài thanh khiết và tinh khôn, bằng chứng là nó chỉ giết kẻ phá mình, chứ tha cho ba Hằng ăn theo. Chúng mà cố tình thì cu đen cu hòa, bằng cũng lên trời không thoát được. Xác chết đã nặng mùi tử khí nên đàn ông phải ra đi. Đưa cái xác của bảy xuống là một kỳ công của Minh Tàng và rất ngoạn mục. Những sợi dây trên những chiếc xin 130 dùng để cạo cứng lồ ô trước khi rời rừng cũng được tập trung. Tàng nối một sợi dài thăm thẳm rồi theo những ngọn đinh trên cây ươi cứ thế leo lên, tất nhiên cũng đai lưng tử tế. Đến bên bảy bền, Minh Tàng cột một đầu dây vào lưng anh ta. Lấy cái túi vết đựng đinh và cây búa, mình tiếp tục nện đinh vô thân cây lên đến cái nhánh, mà cái tàn ong trắng như hoa bưởi đang tại vị. Nó to bằng tấm chiếu là có thật. Mình cột sợi dây vào nhánh cây rồi lại bỏ xuống chỗ xác chết. Hắn ta rút trong túi vết ra một cái lưỡi dao, thọc mũi nhọn vào cái đai lưng của bảy bền. Đai lưng đứt và bảy bền toàn ten bởi sợi dây được cột chặt bên trên. Thật khủng khiếp. Một người chết đang lơ lửng trên không. Minh Tàng lại trèo lên nhánh cây, tháo sợi dây đưa xác chết từ từ xuống đất. Và bảy bền lên xe riêng về nhà để ra nghỉ địa, 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 để ra nghỉ địa.